Anh em còn nhớ một trong những video đời đầu của Zetatix không? Ý là kênh Zetatix cũ ấy. Có một video mang tiêu đề là có một MO tóc trắng tại Emirates. Video đó lên đúng dịp MO tóc trắng, tức là Martin Odegaard mới gia nhập Arsenal từ Real Madrid. Hồi đó, nhiều anh em bán tin bán nghi về tính đúng đắn khi Arsenal rút hầu bao để đưa tiền vệ người Na Uy về sân Emirates. Tại sao không phải là James Maddison? Tại sao không phải là Hassem Awa? Sau một mùa giải rưỡi, tính từ tháng 8 năm 2022, có lẽ anh em đều đã tìm ra câu trả lời rồi. Nhiều người gọi thương vụ Odegaard là vụ cướp của thế kỷ, khi Arsenal đã sở hữu một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới với mức giá quá hời. Odegaard cứ đá như thế này mà Zetatix không làm video để chiêu đãi anh em gần xa thì quả thật là có lỗi quá. Yên tâm, hôm nay là ngày của Arsenal, trưa anh em sẽ ăn món Martin Odegaard, còn tối là đánh chén cả đội luôn. Thành tích dẫn đầu của The Gunners hiện tại không thể không ghi công cho Odegaard. Và hãy xem MO tóc trắng quan trọng như thế nào trong hệ thống của Mikel Arteta nhé. Go go! Trước khi đến bài mới thì cần ôn lại bài cũ một tí. Mà thực ra cũng không cũ lắm, vì Odegaard đến giờ vẫn chưa như vậy tại Arsenal. Trên giấy tờ, tiền vệ người Na Uy thi đấu ở vị trí số 10, ngay phía sau lưng trung phòng Gabriel Jesus trong sơ đồ 4-2-3-1 của Mikel Arteta. Đây là vị trí đã chứng kiến không ít những cái tên tài hoa trước đây trong màu áo đỏ như tiểu Moza Thomas Rosicky hay MO 1.0 Mesut Ozil. Thế nhưng, Odegaard thì không đơn thuần là một nghệ sĩ, vốn thường chỉ ghi dấu ấn bằng những đường kiến tạo như có mắt dưới chân. Đầu tiên, MO tóc trắng là một chiếc chìa khóa giúp cho Arsenal có thể vượt qua 500 các thể loại áp lực từ phía đối phương. Khi pháo thủ tổ chức build up từ phần sân nhà, số 8 sẽ thường xuyên lùi về, thậm chí là lùi về khu vực 1/3 đầu sân để giúp đội nhà triển khai bóng. Như anh em có thể thấy trên màn hình, đồng hương của Erling Haaland đã rất nhanh lùi về ở half space phải để nhận đường truyền từ chân của William Saliba. Khi đối phương không dâng quá cao để gây áp lực mà dựng một khối mid block ở giữa sân, thì sự hiện diện của Odegaard vẫn phát huy hiệu quả. Như trong pha bóng này, tiền vệ người Na Uy đã lùi về để nhận đường truyền từ chân của Saliba. Số 8 ngay lập tức tìm thấy Thomas Partey. Tiền vệ người Ghana, sau khi nhận thấy khoảng trống ở trước mặt, đã ngay lập tức cầm bóng lao lên phía trước và bỏ lại tới 5 cầu thủ West Ham ở sau lưng. Thử tưởng tượng, nếu như Odegaard không lùi về, sẽ rất khó để The Gunners có thể triển khai bóng qua chân Partey thành công như đúng ý đồ của Mikel Arteta. Thế nên, đành là pha này Partey hay, nhưng cũng cần ghi công của cựu cầu thủ Real Madrid nữa, vượt qua lớp áp lực khi Partey bị vô hiệu hóa ư. Quá đơn giản, những tình huống lùi về half space phải của Odegaard để nhận bóng đã trở thành một phương pháp vô cùng hiệu quả khi Arsenal triển khai tấn công. Số 8, với cảm quan cảm nhận không gian nhạy bén, thường xuyên di chuyển vào những vị trí thuận lợi để nhận các đường truyền trực diện của đồng đội, mà Odegaard không chỉ dạt về mỗi half space đầu. Trong nhiều tình huống, chúng ta còn thấy MO tóc trắng di chuyển ra sát biên để câu kéo khoảng trống cho hậu vệ cánh. Như anh em thấy trên màn hình, có thể thấy Leeds United bằng một hệ thống bắt người 1-1 cực kỳ khó chịu, đã chia cắt rất tốt trạm trung chuyển Thomas Partey. Nhưng ai cô đơn thì cô đơn, chứ riêng Partey thì không. Odegaard đã di chuyển về cánh trái, đưa cho Ben White lựa chọn chuyền bóng khả thi duy nhất. Sau một pha bật 1-2 rất nhanh, White đã chiếm lĩnh khoảng trống bị bỏ lại khi cầu thủ đối phương bỏ vị trí để theo Odegaard. Sau hàng loạt đường bàn ngắn với đồng đội, tiền vệ người Na Uy tung ra một đường truyền chuyển hướng tấn công vừa vặn cho Takehiro Tomiyasu băng lên ở cánh đối diện. Thoát pressing á? Dễ vờ lở. Không quá khi nói rằng, sự xuất hiện của Martin Odegaard ở phần sân nhà là một chiếc chìa khóa vàng giúp cho Arsenal có thể vượt qua được các khối áp lực của đối thủ. Ở mùa này, với sự có mặt của Alexandra Zinchenko, tần suất mà người hâm mộ chứng kiến cựu tiền vệ Real Madrid drop deep kiếm bóng đã giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống mà Partey bị phong tỏa, thì phương án mới mà cũ, MO tóc trắng giật về hỗ trợ luân chuyển bóng vẫn cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc. Tất nhiên, thoát khỏi lớp áp lực của đối phương là một chuyện. Trong bóng đá, bạn chỉ có thể ghi nhiều bàn hơn đối thủ, mà một mình các tiền đạo thì có ba đầu sáu tay quái đâu mà vừa tạo cơ hội rồi lại vừa ghi bàn được. Thế nên, mới đẻ ra mẫu cầu thủ sáng tạo, dâng bàn thắng đến tận mồm tiền đạo để họ dứt điểm. Martin Odegaard là một mẫu cầu thủ như thế. Khi Arsenal tiến xa 1/3 sân đối phương, tiền vệ người Na Uy sẽ là người săn tìm không gian ở khu vực between the lines để nhận các đường truyền xuyên tuyến của đồng đội. Nếu như xung quanh bị phong tỏa, số 8 sẽ lùi về sâu hơn để nhận, rồi tung ra các đường truyền chết chóc như trong pha bóng mà anh em đang thấy trên màn hình. À, thế thì đơn giản, chỉ cần dựng low block, thu hẹp khoảng cách giữa hai tuyến là được chứ gì? Truyền bằng mắt. Thứ nhất, truyền thì là truyền bằng chân chứ không phải bằng mắt. Thứ hai, khi đối phương chủ động co khối đội hình về từ thủ, thì khoảng trống ở dưới vòng cấm sẽ lộ ra. Và thế là Odegaard chỉ cần có mặt đúng ở chỗ đó và thực hiện thứ phép thuật có nguồn gốc từ Bắc Âu mà thôi. Anh em chuẩn bị nhá. Dưới đây là một loạt tình huống mà MO tóc trắng làm phép này. Chọc khe cho Eddie Nketiah, nhả lại cho Thomas Partey. Chuyền cho Martinelli ở sân nhà. Chuyền cho Martinelli ở sân khách.
truyền cho ABCXYZ gì đấy mà nhiều quá không liệt kê nổi. Tầm ảnh hưởng của cựu cầu thủ Real Madrid tại 1/3 cuối sân thực sự là khủng khiếp. Trước có Mesut Ozil nhưng lại mê chuyền. Giờ thì Arsenal cũng có Martin Odegaard, cứ có bóng và thấy khoảng trống là chuyền. Đặc biệt là số 8 cứ đưa bóng vào những vị trí thuận lợi cho tiền đạo dứt điểm mới hay chứ. Nói hơi nhiều về cá nhân Odegaard nhỉ. Tổ lái sang hệ thống Arsenal một tí nhé. Không anh em lại cứ bảo cứ nhìn cá nhân thì sao thấy được tập thể. Như đã nói N lần, The Gunners có cái bài chuyển hướng tấn công, triển khai bóng từ một cánh và tìm kiếm cơ hội ở cánh còn lại. Và tiền vệ người Na Uy là Matic để thực thi cái vế sau, là cầu nối để chuyển hướng tấn công. Trên màn hình là một pha bóng như vậy. Martinelli nhận bóng từ tuyến dưới, rồi cắt từ cánh trái và trung lộ một cách quen thuộc. Từ cánh trái và trung lộ, như vậy là được nửa đường rồi. Odegaard chính là người lo nốt nửa quãng đường còn lại để đưa trái bóng sang bên phải. Hãy chú ý đến pha di chuyển của cựu cầu thủ Real Madrid để mở ra tuyến chuyền bóng cho Martinelli. Ban đầu, khi Martinelli cắt vào trong, Marc Roca lúc này đang di chuyển lùi về phần sân nhà, đã đứng chắn passing lên từ tiền đạo người Brazil đến số 8. Thế nhưng, Odegaard đã di chuyển chậm lại một chút thôi để có thể nhận bóng từ đồng đội. Emo tóc trắng sau đó đưa trái bóng cho Bukayo Saka, lúc này đang đứng chống trải ở cánh phải, có cơ hội 1-1 với hậu vệ đối phương. Trước khi tiếp tục video, thì anh chị em nhớ ngó qua website của bọn mình ở địa chỉ gentleman.vn nhé. Chương trình membership của bọn mình trên website sẽ cho các bạn rất nhiều quyền lợi, như là được xem livestream và video bí mật dành riêng cho web này, được nghe bọn mình chém gió các vòng đấu hàng tuần này, được tham gia vào Discord để xạo các anh em khác này. Còn chần chừ gì nữa mà không ghé ngay gentleman.vn và đăng ký member nào. Cái này thì không cần nói nhiều, anh em cứ thấy số bàn thắng của Martin Odegaard mùa này là hiểu. 7 bàn thắng sau 16 trận với một tiền đạo thì là tạm, chứ với một tiền vệ kiến thiết thì đúng là quá ghê gớm. Anh em còn nhớ những pha nhận bóng ở dìa vòng cấm của Odegaard ở phía trên không? Không nhớ thì tua lại video ở đoạn giữa giữa ấy, rồi tiện tay bấm like và subscribe kênh Zetatics luôn nhé. Yêu hơn nữa là bật nút chuông thông báo xinh xinh để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất từ bọn mình nhé. Quay lại với phép thuật của Odegaard, khi nhận bóng ở dìa vòng cấm, phù thủy người Na Uy ngoài việc đọc thần chú rồi chuyền bóng thì cũng có thể tự mình tung ra những pha dứt điểm từ xa. Tương tự, ở tình huống mà Arsenal xuống tới đáy biên rồi trả ngược, Odegaard cũng có mặt đúng lúc đúng chỗ để tự mình đưa bóng vào lưới đối phương, như cách mà số 8 đã chọn vị trí để ghi bàn vào lưới Wolverhampton tại Molineux, không cần nhờ cậy tiền đạo luôn. Phải hơn một năm mới được chính tay làm nội dung về Martin Odegaard, tóc anh vẫn trắng và phong độ vẫn luôn làm người hâm mộ của anh phải trầm trồ. Trong một mùa giải mà mọi mắt xích của Arsenal đều đang cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc, thì Odegaard với tấm băng thủ quân trên tay chính là một trong những gương mặt chơi chói sáng nhất trong màu áo đỏ. Từ việc kết nối các tuyến cho đến tạo cơ hội để đồng đội dứt điểm, rồi cả ghi bàn, không việc gì là phù thủy Na Uy chưa từng sờ tay vào. Tất nhiên, cũng phải ghi công cho Mikel Arteta khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã kiến tạo một hệ thống phù hợp với màu tóc trắng. Hệ thống Arsenal vận hành như thế nào thì nếu muốn biết tường tận vai trò của Odegaard và đồng bọn đến từ Bắc London thì hãy đợi bữa tối của Zetatics vào 8 giờ tối nay nhé. Khi đó, không chỉ số 8 của Odegaard mà tất cả các số khác đều sẽ được điểm mặt đặt tên. Anh em nhớ chú ý đón xem nhé. Còn bây giờ, Zetatics xin chào và không hẹn gặp lại cho đến video tối nay. Bye!